Giám đốc Nguyễn Toàn, giám đốc hai Quyền Trang, giám đốc ba Đức Công, giám đốc bốn Minh Sang, giám đốc năm Phương Thảo, trọng tài đại Cao Trọng. Bạn đã theo dõi giải vô Việt Nam học sinh hội khỏe vận động lần thứ 10 thành phố Hà Nội năm 2020 diễn ra tại nhà thi đấu Hoài Đức. Đèn đỏ đã tập trung đầu tiên. Tốt, một đòn đá lổ rắp của đội đỏ. Hai cắt thưởng, hai võ sĩ tiếp tục thi đấu. Thứ ba nhắc nhở. Đài nhắc nhở các đài xanh thứ nhất nhắc nhở lần chốt đỏ lần thứ nhất tích cực thi đấu nó tiếp tục hay sẽ tiếp tục cái tay của mình. Tốt, còn chân phải rất là xanh hiệu quả. Cái điểm một. Rồi tiếp tục. Thế thầy. Xanh tấn công ngay đầu hiệp. Đó là phạt đòn. Phạt đá chân phải với đó và tay tiếp tục của mình. Ngang cơ nhau. Còn chân phải hiệu quả cho đấy. Xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tất nhiên. Tài xanh đã có đòn tấn công. Đó là hai đôi đá ngang nhau, đấu ngang nhau. Xanh phạt ở đây. Thế điểm. Thế điểm 3. Thank you.